Ông Nguyễn Đức Trung khuyên người dân Hà Nội nên ở nhà vì đã xuất hiện lây nhiễm chéo. Tin đến từ Việt Nam, báo tin tức loan tin chiều ngày 18 tháng 3, nhà cầm quyền Hà Nội đã họp ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh coronavirus-19. Tại đây, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban thành phố cho biết, tính đến 3 giờ chiều cùng ngày 18 tháng 3, Hà Nội đã có 15 người chương tính với dịch. Nguồn lây nhiễm dịch ở thành phố này được xác định từ những khách du lịch đến Hà Nội từ ngày 2 tháng 3, nhưng vẫn có nhiều người chưa được nhà cầm quyền kiểm soát hết. Nguồn lây thứ hai là cho lây chéo trong cộng đồng và nguồn lây thứ ba là từ những phiên chức cộng sản. Ông Trung nhận định khoảng 10 tuần nữa sẽ bùng phát dịch nên thời gian từ nay đến đầu tháng 4 là rất nguy hiểm. Vì vậy, ngay từ ngày 18 tháng 3, Hà Nội đã kích hoạt hệ thống giám sát cộng đồng bằng GPS. Người dân có thể cài đặt ứng dụng Hà Nội Smart City để theo dõi vị trí các bệnh nhân đang cách ly tại thành phố. Những bệnh nhân đang bị cách ly không được tự ý đi, Ngoài ra, nhà cầm quyền thành phố cũng đã công khai những địa điểm dùng để cách ly người bị nghi là nhiễm dịch. Hiện tại, thành phố này đã xuất hiện trường hợp bị lây nhiễm chéo và nguyên nhân bắt nguồn từ viên chức an ninh cảng hàng không nội bài. Vì vậy, ông Trung khuyến cáo người dân nên ở nhà tránh đi ra ngoài và sinh hoạt nơi đông người từ nay cho đến ngày 31 tháng 3. Trong một diễn biến liên quan, thì theo thông báo của Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam, chỉ tính riêng ngày 18 tháng 3, Việt Nam đã có thêm 10 người nhiễm viêm phổi Vũ Hán, nâng tổng số người bị nhiễm lên 76 ca.